Bây giờ bài hình khác nè, bài khác nè. Một cuộc tình buồn không có anh bên đời đâu. Một mình ngồi buồn không có anh cũng vậy thôi. Đến lúc bác em phải ra đi, dọn lại hoang cây bờ mi. Ai mong chờ chi, con chim ai cũng phải khổ đau một lần. Thuê từ đây em là em, tôi xa là tôi. Anh cứ bước đi con đường anh, đường anh đi đi giờ đây. Do em tròn lấy, xin em từ nay đừng tìm đến tôi làm chi. Dù ngày sau qua làm nhau chẳng liên quan gì nhau, anh đừng về đây và như thế. Tôi chẳng biết, tôi chẳng biết, tôi chẳng thấy ở bên người ơi, xin đừng nhớ đến em. Ở bên cạnh tôi, xin đừng làm khổ tôi. Thì thôi, thì thế thôi. Giấc mơ đời em được hạnh phúc. Bây giờ nửa đêm rồi nên bé Hường không thể nào la lớn được. Giọng bé Hường to lắm luôn, tại bé Hường sợ chó sủa công an nó tán tóm Hường á. Trời ơi, giọng bé Hường tất nhiên phải hay rồi. Jessica đã xem nữa, trời ơi trời. Jessica, Jennifer. Lúc này có ai kiện không? Bây giờ là gần 2 giờ mấy sáng rồi. Bé Hường ca lớn quá, bé Hường sợ chó bên kia nó sủa á mấy bác. Chứ giọng bé Hường còn to còn khỏe lắm luôn á. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ anh, đêm đông cô đơn vắng anh. Em đang nơi đây, thương ai nhớ ai, cho hạt mưa hận buồn. Tình yêu như cánh chim trời, vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm xót xa vô bờ. Đêm khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông. Nhìn mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai. Để bàn tay ngả xe đôi bờ. Có lẽ nào anh ngây ngô không hiểu, rằng một ngày trời ơi trời, giờ này 3 giờ sáng nhắc anh luôn chứ nữa trời. Trời mấy má ơi, rồi anh Lu đâu rồi, tại sao bây giờ lại hỏi em? Em và anh Lu đâu có tình yêu đâu. Anh Lu chỉ xem bé Hường như là em gái thôi. Từ sau khi bé Hường sinh anh Lu cái lưỡi bò, tình yêu của bé Hường và anh Lu bắt đầu mới có 2 ngày qua mạng mà thôi. Và sau khi mối quan hệ bắt đầu thì bé Hường tiến triển lên là bé Hường sinh anh Lu một cái lưỡi bò. Và bé Hường xin anh luôn cái lưỡi bò. Xong thì trong mục tiêu của bé Hường sau cái lưỡi bò đó thì bé Hường xin thêm cái iPhone 15. Nhưng mà từ cái lưỡi bò đó rồi, sau đó là anh luôn nói với bé Hường là chuyện tình ta hôm nay tựa như chiếc lá ô chờ khinh bóng mỗi người mỗi ngỡ. Như cánh chim bay xa đến bên em đợi chờ, còn lại đây một mình quay bước. Đừng buồn chi em ơi, vầng trăng đã khép kín gọi nhau mãi chỉ đợi thêm đau. Em ước mong cơn mưa gió tan đi muôn phiền, đợi lại đây dấu chân đôi tình nhớ. Từ khi em ra đi về nơi rất xa, đèn chim áng ngủ xuống bay về phố cũ. Ta xa nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoài, cho chỉ khi ta đánh trong lầm lỡ. Đêm qua em nằm mơ thấy anh, mà sao anh vui với ai trong vòng tay. Nhìn em ngỡ như hôm nào tiếng bước chân anh về, xóa tan đi cơn mơ dài tầm tôi. Câu kinh xưa giờ đây rối ràng, còn lại diêu phong lãng quên trên thềm xưa. Thời gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về. Biết trong tim ta luôn never chờ nhau. Là never là không bao giờ đó quý vị. Là sau khi bé Hường xin anh Lu một cái lưỡi bùa, anh Lu sẵn sàng cho bé Hường một cái lưỡi bùa. Và sau đó anh Lu nói với bé Hường là chuyện tình ta hôm nay
tựa như chiếc lá úa trở thành bóng mỗi người mỗi ngã. Và sau đó anh lưu chiếc xem bé Hường như là người tình không bao giờ cưới đó má, gọi là em gái mưa đó mấy má ơi, hết rồi. Và bây giờ có mối quan hệ không còn, người yêu cũng không có, không là gì của nhau hết, chỉ là em gái mưa thôi. Lấy cái gì, lấy cơ hội gì, lấy lý do gì để bây giờ mình xin anh lưu cho em cái điện thoại iPhone 15? Không có lý do gì hết trơn mấy má ơi. Cái đó là người ta từ chối khéo mình rồi. Bây giờ mình không còn gì hết trơn má ơi. Thôi rồi, bây giờ em phải đi kiếm người khác thôi. Bây giờ mình hát bài là sao? Ai rồi cũng xa khăn theo tháng năm dần trôi. Bé Hường nữ nhớ được gì đó thôi, Hường hết hát đó. Đó. Là có nghĩa là sao? Anh khôn mà anh giọt. Anh vô là anh me con, đầu tiên là anh me con Hường. Anh thấy anh nắc con Hường xong rồi tính tiếp. Nhưng mà không ngờ con Hường nó cao tay ấn quá, mới vô chưa có gì hết trơn, má nó xin cái lưỡi bò rồi. Rồi sau đó là sao? Nó sẽ tin những thứ khác nữa. Và đó là sao? Anh dút ra một phát là bé Hường hết trơn, má ơi. Tính ra ảnh quá khôn mọi người ơi. Ảnh đi một cái quá sâu, bé Hường không có đỡ nổi. Bé Hường không kịp trở tay luôn mọi người ơi. Nhưng mà bé Hường không có lo gì hết trơn hết chứ. Một có một alo à, sao giờ Hường, còn bao nhiêu người đang chờ đón Hường, đang kiếm Hường, đang welcome Hường nè, đúng không? Ở trên đây 504 người đang livestream của bé Hường. Có anh nào mà có tiền, chút tiền cũng được, hay nhiều tiền cũng càng tốt. Có thích Hường không? Nói với Hường đi. Bé Hường bây giờ không có đòi hỏi gì hết trơn má ơi. Bây giờ bé Hường chỉ xin tiền một iPhone 15 thôi. Đối với Hường iPhone 15 thôi. Không xin gì nhiều hết trơn á. Thức khuya gì bé Hường, không có anh này mình tìm anh khác. Bé Hường đúng rồi đó, bây giờ có cái lưỡi bò 30 đô mà anh thăng mà anh giọt thì má ơi, ít ra là bây giờ làm sao. Bây giờ bình thường mà mình đi chơi gái đi một phát mình cũng phải trả 200-300 đô má. 100 đô dành cho gái già, cái có con. Bây giờ 200 đô dành cho gái mà hơi già tí. Còn 400-500 đô dành cho gái còn tơ mấy má. Anh nghĩ xem bây giờ anh làm 3 phát 4 phát anh trả nhiêu, mấy ngàn đô. Bây giờ anh đầu tư cho Hường mới có cái lưỡi bò 30 đô rồi mà anh sợ. Anh thắng rồi thôi, không có sao hết trơn á má ơi. Bên Mỹ bây giờ là mấy giờ rồi xinh đẹp? Bây giờ con đang lên mạng con tìm chồng, con đang tìm kiếm cái người nào để mà họ yêu con, họ bỏ bọc con. Mà tự nhiên bây giờ má Trang đa trùng bể vô má hỏi con bây giờ là mấy giờ. Trời ơi coi, mệt quá trời luôn á. Hàng Lâm hết tiền rồi Hường. Nãy giờ ông có tặng tôi cái gì đâu mà tự nhiên giờ ông vô ông thăm tôi hết tiền. Ông đi kiếm mấy cái con nhỏ mà đít bự đó, vú to ông tặng đó, ông đi hỏi đó. Ông nói nó tao tặng mà tao hết tiền rồi. Chứ nãy giờ ông có tặng tôi cái gì đâu mà tự nhiên giờ ông vô ông than Hường ơi, anh hết tiền rồi. Làm sao? Trời đất ơi, má. Con lại má ghê gì đó mấy má ơi. Anh nói là anh tặng cho một trái tim. Tặng cái tim giờ muốn đòi lại nữa kìa mấy má ơi. Giờ bé Hường muốn trả cái tim cho anh, bé Hường trả sao vậy mọi người? Mọi người chỉ bé Hường coi. Đó con cha này còn tệ hơn là con cha lưỡi bò đó má ơi. Con cha lưỡi bò còn cho con được 30 đô để mua lưỡi bò. Bé Hường. Còn bây giờ con cha này mới tặng cho bằng cái tim mà bây giờ ông đòi cái tim ra kìa mấy má. Có ai bắn làm sao được cái tim mà ông tặng cho ông 10 trái cho bé Hường luôn đi. Trời ơi trời. Còn lại luôn á. Giờ đòi lại nó, anh hết tiền rồi, nó anh có tặng cái gì đâu tặng. Anh nói nãy anh tặng cái tim, bây giờ bắn lấy lại đi má. Ba tự tặng, ba tự lấy lại đi mấy má, ba. Lạ luôn. Bởi vì bây giờ bé Hường kể một người câu chuyện nè. Thôi để bé Hường làm clip bé Hường kể luôn. Chứ nhà bé Hường kể như thế nhằm khi có nhiều người xem, có người không xem. Bé Hường kể cho mọi người nghe nè. Chiếc xe là 25.000 mà bé Hường mua chỉ có 1.000 đô thôi, mọi người tin được không? Nhưng mà để bé Hường làm cái clip, bé Hường sẽ nói với mọi người là tại sao bé chiếc xe 25.000 đô, xe mới 25.000 đô mà bé Hường chỉ tốn 1.000 đô mà chạy xe thôi. Nhưng mà nguyên nhân để bé Hường làm clip, bé Hường sẽ nói cho mọi người nghe rất là cụ thể luôn nha. Bé Hường tuyên bố luôn, bé Hường sẽ làm clip cụ thể luôn. Nên anh chị em nào mà muốn học á để mà khôn ra á, thấy không? Như anh này nè, anh cho bé Hường có một cái tim mà nãy anh cho bé Hường, anh nói là Hường ơi, anh hết tiền rồi. Hường nói là anh không tặng em gì, giá mà anh than hết tiền chi vậy. Anh nói là anh tặng cho Hường cái tim. Tặng cái tim không thì than hết tiền. Mọi người coi được không? Chơi gì được không? Là đòi lợi đến mấy má. Có nghĩa là sao? Cho rồi đòi lợi đến mấy má.
Bởi vì bây giờ bé Hường kể mọi người câu chuyện là tại sao chiếc xe 25.000 đô mà bé Hường lại tốn có 1.000 đô bé Hường có được chiếc xe. Nguyên nhân tại sao bé Hường tốn 1.000 đô, thậm chí mà bé Hường người ta cho không bé Hường không lấy, mà tại sao bé Hường tốn 1.000 đô, lý do tại sao? Để 1-2 ngày nữa bé Hường rảnh, bé Hường sẽ làm cái clip trong vòng 30 giây, 50 giây, 60 giây bé Hường sẽ nói tuần tuột lý do tại sao mà bé Hường có chiếc xe mà chỉ tốn 1.000 đô mà khi chia tay rồi không đổi lại được. Bé sẽ kể nghe. Bây giờ có trái tim cho còn đòi gì mấy má, đừng nói gì tới chiếc xe. Hường này phải là cao tay ấn mấy má ơi, cao tay ấn, nếu không là đi lấy đầu chiếc xe là luôn rồi. Thì đúng rồi đó, dùng mỹ nhân kế hả, đúng rồi đó, đúng đó. Nhưng mà để mỹ nhân kế với Hường dùng sao, ai nói đúng với Hường khăn hay luôn, vậy nó đúng được. Có thằng Hường này khôn thôi, nó nghĩ cách thôi mấy má ơi. Còn mấy má người ta cho, má nhận, tới chừng chia tay đầu lỡ mấy má ơi, đừng có vậy. Bé Hường giờ có cho tiệm nào rồi giải gì? Chị ngủ hả? Chưa 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 chưa. Nói chuyện với Lê Dương Bảo Lâm đi. Bà Lê Dương Bảo Lâm giờ ngủ rồi. Lê Dương Bảo Lâm có đâu mà nói chứ không nói. Có nhiều nói hết rồi. Bây giờ anh Lê Bảo Lâm khi nào nói chuyện với Hường thì anh sẽ vô đây anh ạt Hường à. Khả năng nói chuyện với Hường là anh không có nói chuyện với Hường đâu. Nên 1-2 ngày nữa bé Hường sẽ làm cái clip bé Hường kể chạy sao chiếc xe 23-24 ngàn mà bé Hường chỉ tốn có 1.000 đô thôi bé Hường cái chiếc xe đó, bé Hường hiểu không? Mặc dù bé Hường không có đẹp, bé Hường cũng không có vú đít mớm gì hết trơn á. Chơi như Hường là khi chia tay đéo sợ đồ quà, đéo sợ đồ quà, không sợ đồ quà. Trời ơi, trời có cho đâu mà đòi, không mình phải đi. Mấy anh chị mà lên xem livestream của bé Hường rồi á, mấy anh chị có nhận ra rằng là mình học được một cái level lên mới không? Bây giờ bé Hường tuyên bố với mọi người nè, 569 người đang xem live, 589 người đang xem livestream của bé Hường. Và sau khi mấy anh chị xem tất cả những video của bé Hường rồi, có anh chị nào học được bài học gì không trong cuộc sống không? Học được bài học nào chưa? Học được gì chưa? Nói cho bé Hường nghe coi. Học được gì trong khi mà anh chị xem clip Hường, học được gì? Học hỏi được gì chưa? Học hỏi, học hử được gì từ bé Hường chưa? Học hử được gì không? Trời ơi trời. Mấy bà mấy má cứ tối ngày vô chửi không, chứ mà má không biết mở mang kiến thức là gì hết trơn má. Cuộc sống này có nhiều thứ mình cần phải học hỏi, mình cần phải khám phá, mình phải tìm hiểu. Không. Bên Hường đi ăn xin tốt không? Không biết. Bên Hường đi ăn xin tốt không? Biết mọi người, anh chị phải tự nhận thức ra được xem mình đã học được những cái gì sau khi xem clip của bé Hường. Chứ bây giờ chứ bé Hường nói gì bây giờ, ngưỡng mộ bé Hường quá kìa, đúng không? Có nhiều người cứ vô chửi tôi không à, mà không lo mở mang kiến thức, mở mang cái gì hết trơn má ơi. Mấy anh chị xem livestream của bé Hường, mấy anh chị xem video của bé Hường là anh với ta gọi là sao? Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Còn có nhiều người ở đây á, đi một ngày đàn mà để học được sàng khôn nào chưa má. Cái ngu nó cứ tồn tại hoài à, chán như sợ gì mấy má ơi. Chán lắm. Nói chuyện thấy ghét trên nè, trời ơi má ơi. Tao nói chuyện cưng gì thấy ghét gì không biết. Nói chuyện là muốn hung với má. Mấy má phải nói là con Hường nói chuyện nhìn muốn hung dễ sợ luôn má. Trời ơi, nói chuyện cưng giống nhẽo dễ sợ luôn má. Giống nhẽo kiểu này đàn ông nhìn thấy cái miệng thôi, đàn ông nó chảy ra mất tiêu rồi, không cần làm gì hết trơn. Học cái giả khùng nữa, trời ơi trời. Có những lúc ngây ngô, có những lúc mình không phải là ngây ngô, có những lúc ngây ngô mọi người. Những lúc nào cần ngây ngô thì ngây ngô, những lúc nào cần đanh đá thì nhìn học cách đanh đá nha mọi người. Chứ lúc nào cũng ngây ngô, ngây ngô, ngây ngô, mình không phải là cái trò chơi của người ta cho người ta chơi. Mình phải có lúc khôn, có lúc ngây ngô, có lúc giả khùng, có lúc giả điên, lúc giả bệnh. Em bệnh như này, như bây giờ mấy người đã bệnh đây nè. Em bị bệnh rồi, em chưa uống thuốc á.